Tin nóng cập nhật Tết 28. Khẩn cấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID toàn bộ người dân tại khu Mã Lạng liên quan đến bệnh nhân 2005. Liên quan đến bệnh nhân 2005, họ đã gấp rút phong tỏa khu Mã Lạng để lấy mẫu xét nghiệm giám sát tất cả người dân sống trong khu vực có liên quan đến bệnh nhân 2005. Đây là lần đầu thành phố áp dụng thực hiện lấy mẫu gộp đối với hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là khu vực khoảng 1.900 nhân khẩu. Mặc dù bệnh nhân được xác định không có tiếp xúc nhiều người, nhưng do người này sống trong khu vực có lối đi rất nhỏ hẹp, nên cơ quan y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm khá cao. Mẫu xét nghiệm được lấy khẩn cấp và sẽ hoàn thành việc lấy mẫu ngay trong ngày 8 tháng 2. Cả nước tăng thêm 45 ca hôm qua. Hồ Chí Minh, Sài Gòn lên đến 31 ca, Hải Dương 321 ca, Gia Lai 21 ca, Hà Nội 26 ca, Quảng Ninh 53 ca và Bình Dương 6 ca. Ngày tăng kỷ lục là ngày 8 tháng 2, tức ngày hôm qua 27 Tết. Truy vết thần tốc 3 trường hợp F1 từ Sài Gòn về Đắk Lắk ăn Tết. Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 2 ghi nhận 3 ca lây nhiễm cộng đồng tại Quảng Ninh, đều cư ngụ tại thị xã Đông Triều. 219 nhân viên Ủy ban Nhân dân quận 10 ở lại cơ quan để xét nghiệm cả đêm do ca nghi nhiễm. Những người đến từ Thừa Thiên Huế, từ các điểm có dịch ở Sài Gòn, Gia Lai, Bình Dương sẽ được cách ly 21 ngày, xét nghiệm PCR. Chủ tịch Sài Gòn chần chừ chống dịch sẽ phải trả giá. Thủ tướng đồng ý cho Sài Gòn, Hà Nội có thể giãn cách xã hội. Khó xác định các F trong cụm dịch Sài Gòn. Nhật ký 28 Tết, Sài Gòn tăng giọt ca COVID-19, Hà Nội vắng chưa từng có trong lịch sử. Bộ Y tế quyết định thành lập Ban Thường trực chống dịch tại Sài Gòn do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phụ trách. Hoàn thành giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam. Sài Gòn yêu cầu xử phạt bệnh nhân 1.772 và ca mắc mới tại chung cư Garden Hill do khai báo thiếu trung thực. Nam Từ Liêm, ca bệnh mới khai báo quanh co, giấu giếm, sợ bị cách ly mất ăn Tết. Làm lộ thông tin của người đi cách ly có thể bị phạt tù. Hải Dương kêu gọi 19.000 công nhân tỉnh ngoài không về quê ăn Tết. Hà Nội xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá học viên nông nghiệp. COVID-19, Sài Gòn trở thành cụm dịch mới không liên quan Hải Dương và Quảng Ninh. Bạch Mai lập bệnh viện dã chiến 64 giường bệnh ở Hà Nội trong 4 giờ. Sài Gòn dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường. Đề xuất cho học sinh trường tiểu học Xuân Phương cách ly tại nhà. Hành khách ồ ạt hủy vé máy bay ngày cận Tết sau sự vụ ở Tân Sơn Nhất. Về diễn biến dịch COVID ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, 30 ca nhiễm cộng đồng. Sài Gòn chuẩn bị kịch bản ứng phó ở mức độ khẩn cấp. Sở Y tế Sài Gòn chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình hình chống dịch ở cấp độ khẩn cấp. Ghi nhận 30 ca nhiễm xảy ra tại 7 quận huyện trong cộng đồng dân cư. Tối ngày 8 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn HCDC cho biết, qua phân tích chuỗi lây nhiễm các bệnh nhân 1979, 2002, 2003, 2004 và 2005, thành phố nhận định các trường hợp nhiễm mới 25 ca là tiếp xúc gần F1 của các bệnh nhân trên, cũng như là tiếp xúc gần người nhà cùng sống. Với các trường hợp này, làm việc trong nhóm bốc dỡ hành lý và hàng hóa với 5 bệnh nhân tại một công ty phục vụ mặt đất ở sân bay Tân Sơn Nhất. 6 nhân viên có xét nghiệm âm tính nhưng có người nhà dương tính. Đây là ổ lây nhiễm đã có từ trước của các công nhân ở công ty này. 30 ca nhiễm xảy ra tại 7 quận huyện trong cộng đồng dân cư, mặc dù chưa phát hiện lây nhiễm ở các nhân viên trong sân bay phục vụ có tiếp xúc với hành khách,
nhưng đây được xem là diễn biến ổ dịch khá phức tạp vì chưa xác định ra được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu, do đó có thể còn lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới. Truy vết các ca F1, F2, khoanh vùng dịch tễ, lấy mẫu diện rộng và có kết quả trong vòng 24 giờ. Tất cả F1 cách ly tập trung, F2 cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú, hoàn thành xét nghiệm lại lần 2 của toàn bộ 1.600 nhân viên làm việc tại công ty bốc xếp vào tối ngày 8 tháng 2, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các ổ lây nhiễm trong cộng đồng ở 6 quận huyện. Khoanh vùng, phong tỏa tạm thời khu vực liên quan đến bệnh nhân 2038. Ngày 8 tháng 2, sau khi nhận được thông tin có trường hợp nghi nhiễm lưu trú trên khu vực nhà trọ hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế quận Chín cũ đã phối hợp với phường Tân Nhân Phú A kích hoạt khẩn đội phản ứng nhanh. Trong chiều ngày 8 tháng 2, quận 9 đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho 270 người dân tại 65 hộ gia đình trong khu vực phong tỏa. Được biết, trưa ngày 8 tháng 2, quận 9 ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2004. Và chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố trường hợp này là bệnh nhân 2038. Quận Gò Vấp khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc ca bệnh. Ngay khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm COVID-19 của 6 trường hợp tại quận Gò Vấp, ngành y tế địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả người liên quan đến 6 trường hợp ca nhiễm này. Quận Gò Vấp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1.030 cư dân tại chung cư Felix Homes, quận 6, Gò Vấp, 108 mẫu xét nghiệm tại hẻm 251, phường 10, quận Gò Vấp và 45 mẫu trẻ dưới 5 tuổi tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp. Dưới đây là các địa điểm nơi cư trú các bệnh nhân đang được phong tỏa: khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, khu phố 5, Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, hẻm 480, đường Bình Quế, phường 28, quận Bình Thạnh, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 21, quận Bình Thạnh, chung cư Festlit 44, Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, trường Mầm Non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức,